chùa. Nên phải nói là danh từ đơn giản đó, thấm tương chào. Nên Hòa Thượng là một vị mà giảng sư mà lỗi lạc ở trên thế giới. Ở hải ngoại này, nếu mà nói các vị giảng sư mà nổi tiếng đó, trên đầu ngón tay, Hòa Thượng Minh Hiếu về Úc có cái đặc biệt là xây dựng Thiền viện Minh Quang ở thành phố Sydney, tiểu bang Sydney đó quý Phật tử, qua bên đó là thấy một trong cái đạo tràng hưng thạnh. Mà kỳ rồi thì chúng tôi qua bên đó an cư kiết hạ tại Thiền viện Minh Quang của Hòa Thượng. Quý Phật tử về đó an cư kiết hạ cùng chư tôn đức tăng ni 200 vị suốt luôn 10 hôm. Chư tôn đức cũng trên 150 vị. Thưa quý Phật tử, tổ chức một khóa tu không phải là dễ mà suốt luôn 10 hôm. Và Hòa Thượng là một giảng sư, đặc biệt cái xây dựng thiền viện bên đó có công đức lớn lắm, mà trên thế giới này ít có vị nào làm được, tức là không vận động tài chánh. Nhưng các Phật tử nghe tiếng tâm của Hòa Thượng gửi về xây dựng ngôi thiền viện rất khang trang, phải nói là 600 mét vuông mà 2 tầng lầu, ngoài đó nhà tăng nhà ni. Nên thưa quý vị, cái công đức pháp thí là một trong công đức lớn, nhưng mà chúng ta công đức để mà nghe pháp để hóa giải nghiệp chướng là cái công đức hiện của chúng ta hưởng được. Nếu quý vị muốn hưởng pháp bảo vi diệu để sống trong cái đời sống hàng ngày, thì giờ phút này chúng ta lắng lòng nghe lời chỉ dạy của Hòa Thượng Minh Hiếu, là một trong những vị cùng chúng tôi tu tập từ bên Việt Nam trước năm 75 tới giờ. Thì thưa quý vị, lắng lòng nghe để dòng pháp tuôn chảy trong từng hơi thở, từng mạch máu, để cho chúng ta hóa giải nghiệp chướng trong hiện đời. Trong giờ phút này, chúng tôi xin trân trọng cung thỉnh Hòa Thượng Minh Hiếu thay mặt chư tăng có lời hướng dẫn thuyết giảng đến chư nam nữ Phật tử hiện diện hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trân trọng kính mời Hòa Thượng. À, xin mời tất cả quý Phật tử chúng ta đồng chắp tay để niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Trước nhất chúng tôi xin được có lời chào mừng đến với tất cả quý Phật tử ở Atlanta, tiểu bang Georgia ở Hoa Kỳ. Vì chúng tôi chào mừng là vì đây cũng là lần đầu tiên mà chúng tôi đến ở cái thiền viện Minh Đăng Quang này, và có thể là lần đầu tiên mà chúng tôi có dịp gặp trực tiếp các Phật tử ở tại Atlanta. Có lẽ là trong các vị đây là có ai đã từng nghe chúng tôi trực tiếp thuyết giảng chưa? Có ai chưa? À, có được một người, hai người. Anh Việt Thảo. Xin cảm ơn anh Việt Thảo. Thì trước nhất chúng tôi xin có lời sorry với các vị, là vì cái giờ giảng chúng tôi nó chen vào giữa cái thời gian để văn nghệ, thành ra
cắt đứt cái việc và các vị vừa nghe vui mà cũng là gọi là giải trí lành mạnh theo cái ngôn ngữ Việt Nam mình. Nhưng mà vì trong cái chương trình của ban tổ chức họ sắp xếp, thành ra chúng tôi lên để chia sẻ khi nãy các vị nghe về những cái văn nghệ, ca nhạc ở cuộc sống, và để nghĩa là thoải mái du hí một tí. Bây giờ thì chúng ta xin gặp lại để chia sẻ một số về nghĩa là hiểu biết cũng như là cái giá trị thực sự của sự nghĩa là nỗ lực tu tập thế nào, theo cái lời của Hòa Thượng Minh Hồi vừa rồi đã giới thiệu. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn Hòa Thượng đã dành rất nhiều lời cho chúng tôi. Trên thực tế thì các vị biết cái gì mà quảng cáo thì là cái loại thường thường là bán không chạy hoặc là không tốt. Cũng như là ở đây mà các vị nghe, mà khi nào mà anh mà Việt Thảo mà quảng cáo thì chắc chắn là hàng bán chạy lắm, cho nên nghĩa là anh Việt Thảo nào quảng cáo thì chúng tôi cũng sợ bán chạy, thì nó bán cho tôi nào không hay. Phải không? Nói vậy để các vị thấy rằng nếu mà được anh Việt Thảo mà quảng cáo cũng là có giá, nhưng mà cái giá không biết giá bèo hay là giá nổi. Hai loại giá, phải không? Và giống như Hòa Thượng Minh Hồi thì thật ra thì chúng tôi anh em cũng đã là những người xuất gia tu học gần như suốt cuộc đời ở trong chùa rồi. Cảm ơn tương trao. Cái tương trao của chúng tôi cho đến hôm nay thì cũng sẽ được chia sẻ với các vị. Bởi vì thật ra ở ngoài thì mình ăn đủ thứ, sơn hào hải vị, nói là ăn mặn đó, thì cũng nhiều. Cho nên lâu lâu mình vào chùa hoặc là mình đến nơi nào mà có những vị mà họ nói về tương trao rau muối, hoặc là lâu lâu mình đổi một chút món ăn như là mình ăn rau lăng luộc hoặc là khoai lang đồ vậy, thì các vị thấy rằng nó cũng có thể giúp ích cho cơ thể và cũng cảm thấy lạ miệng và ngon. Thì đó là lý do mà chúng tôi vẫn tồn tại suốt mấy mươi năm mà hoằng pháp. Giống như là các vị đã được nghe, có nhiều vị đã nghe qua băng đĩa, thì trách nhiệm của chúng tôi là hoằng pháp, thành ra coi như gần mấy mươi năm chúng tôi đi bán cháo hổi nhiều, cũng khoảng chừng 700-800 bài giảng. Nhưng mà thực tế thì chỉ muốn chia sẻ một số về kinh nghiệm học Phật và những cái gì mình gọi là cảm nhận được, những cái hạnh phúc mà mình có thể là thẩm thấu được trong thời gian là làm chú tiểu, rồi thời gian là trưởng thành, rồi những cái thời gian đó là vượt qua cái số phận nghiệt ngã của mình, để cuối cùng đó là đạt được cái sự tự tại và thành tựu trong cái sở nguyện của mình, tức là hoằng pháp lợi sanh. Giống như Hòa Thượng Minh Hồi nói thì các vị biết là chúng tôi làm chú tiểu còn nhỏ lắm, mà mới có 6 tuổi ở chùa. Thành ra có nhiều người hỏi rằng đó là tại sao thầy hay quá, 6 tuổi biết tu, đâu có biết tu gì, tại vì phải đi theo bà già dẫn bà tu, thật ra mình cũng đi tu theo thôi. Chỉ có đến năm vào khoảng 12 tới 14 tuổi thì chúng tôi mới quyết định đi suốt con đường của mình cho tới ngày nay, tức là hơn 50 năm ở chùa. Còn khi còn nhỏ thì giống như là lỡ rồi, mùi thiền đã bén mũi dơ, màu thiền ăn mặc đã ưa nâu sòng, sự đời đã tắt lửa lòng mà còn chen vào chốn bụi hồng mà chi. Thành ra vì vậy mà cũng không dám chen vào chốn bụi hồng. Thiệt ra thì cũng nhiều khi cũng nghĩa là lấp ló muốn chen, nhưng mà thấy bụi ghê quá. Rồi mình thì cũng ốm yếu, mà lại hồi nhỏ lớn ở trong chùa chẳng có kinh nghiệm gì. Mà nếu ra cái thế gian là thị phi thế gian mỏi mệt này thì nó giật gần cái là coi như là bão táp thì mình không còn gì. Cho nên vì vậy mà ráng mà đi suốt, kể cả sau những cái thời kỳ khó khăn của năm 75, chúng tôi đi suốt đến ngoài, kể cả đi ra hải ngoại. Và đó là một trong những cái mà như Hòa Thượng Minh Hồi vừa nói, có nghĩa là chúng tôi là những người nối khố, tức là từ còn nhỏ mà đi suốt quãng đường cho đến bây giờ. Cho nên hôm nay đó là xin được đến ở Atlanta này, bởi vì đây là một ngôi chùa mà chúng tôi nghĩa là đến để góp phần trong cái việc nghĩa là đặt đá khởi công xây dựng. Ở tại bên Úc thì chúng tôi cũng có 3 cơ sở và một nơi cũng đang làm, nhưng mà chúng tôi chiết cái thời gian, tức là dành cái thời gian để qua đây. Thứ nhất là để khích lệ tinh thần của huynh đệ, thứ hai cũng để nghĩa là chia sẻ với các Phật tử nghĩa là hiểu được rằng cái giá trị của những ngôi chùa bên ngoài và những ngôi chùa tâm linh mà mình có thể nghĩa là xây dựng được trong cái thời gian
mình tồn tại ở thế gian này. Thưa với các Phật tử, làm như chúng ta cũng biết rằng Hoa Kỳ là một cái đất nước tự do và nhân quyền, đầy đủ cái quyền làm người và cũng đầy đủ tất cả các cái cơ sở vật chất để chúng ta có thể nghĩa là nắm bắt, chúng ta có thể nghĩa là tiến thân. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có sử dụng đúng á, thì đôi khi là cái xứ sở tự do và cái mà cuộc sống vật chất đó nó cũng có thể làm tha hóa cái cuộc sống chúng ta, có thể làm chúng ta nghĩa là mỏi mệt và chúng ta thay đổi những cái mục tiêu ban đầu. Cho nên ngày xưa khi mà chúng tôi chưa đi nước ngoài cũng như là chưa đến Hoa Kỳ đó, thì người ta nói là xứ Mỹ là xứ cờ hoa mà, cho nên là nó có nhiều cái vấn đề hấp dẫn và cái sự là lôi cuốn của vật chất nó làm cho người ta thay đổi. Đôi khi là thầy trò cũng thay đổi, đôi khi vợ chồng cũng thay đổi, đôi khi cha mẹ cũng thay đổi. Đây là một cái giá rất lớn mà những cái người, nhất là những người tị nạn và những người châu Á chúng ta phải đối diện. Cho nên nếu mà không có một cái nền tảng vững chắc về đạo đức, không có một cái sự hướng dẫn an toàn về tâm linh, thì chúng ta dễ bị nghĩa là lôi cuốn vào những cái dòng xoáy của cuộc đời, và đặc biệt tức là những cái thế giới của vật chất hiện đại, những cái thế giới của tự do một cách nữa là thoải mái, mà cái sự hạn chế hay là cái ham muốn của chúng ta nó trở thành không có giới hạn. Cho nên vì vậy mà có một số những người đồng hương Việt Nam chúng ta, rất nhiều người thành công trong nhiều lĩnh vực khoa học, văn học, văn nghệ, và kể cả tất cả các cái lĩnh vực khác về triết học, về tư tưởng cũng thành công. Nhưng mà cũng có một số những người mà phải đối diện với những cái khó khăn và thất bại, kể cả nghĩa là suy sụp hay là mình gọi là bại lụn cả tâm lý và cuộc sống đạo đức. Đó là lý do tại sao mà chúng tôi xin thưa rằng nếu mà chúng ta không có một cái nền tảng đạo đức căn bản thì chúng ta dễ dàng bị nghĩa là cuốn vào cái dòng xoáy của xã hội hiện đại. Hôm nay chúng tôi sẽ xin chia sẻ về với các vị về hai vấn đề. Thứ nhất là về vấn đề làm thế nào để chúng ta có một cái vốn liếng, hay là chúng ta có một cái đường đi chắc chắn để chúng ta biết rằng sau này chúng ta sẽ đi về đâu, sẽ thành tựu trong cuộc sống tâm linh. Thứ hai nữa, cái công đức mà cái phước báo mà để chúng ta xây dựng nên một cái ngôi chùa ở bên ngoài, nó sẽ ảnh hưởng lâu dài thế nào với ngôi chùa tâm linh của chúng ta. Đó là hai cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ hôm nay. Bởi vì hôm nay là nhân cái lễ mà các vị thấy phía trước là đặt đá hay gọi là đặt viên đá đầu tiên, mình gọi là cái base, tức là đặt cái nền tảng. Về cái phần thứ nhất á, đầu tháng 11, các vị nhớ là ở Hoa Kỳ chúng ta là chúng ta có vào cuối tháng 10 hay là đầu tháng 11 chúng ta có cái lễ vừa qua cách đây chừng 1-2 hôm là cái lễ hội gì? Hóa trang, tức là Halloween ha. Thì trong cái lễ hội hóa trang đó, người Việt chúng ta ngày xưa thì ở Việt Nam mình thì mình không biết, nhưng mà khi qua Mỹ rồi đó thì mình cũng hòa nhập với cái xã hội văn minh của những đất nước này, và những cái lễ hội đó nó cũng đi đồng hành với cái nền tảng dân tộc. Mặc dù hôm nay cái lễ hội nghĩa là hóa trang nó đã giảm đi cái hiệu quả giống như ngày xưa. Cách đây vào khoảng 50 năm hoặc 70 năm thì cái ngày lễ của Halloween, tức là các cái mình gọi là lễ hội thần thánh, hay là các cái lễ hội mà bằng đêm để hóa trang, hay là cho những cái mình gọi là cái bằng đi khất thực ma quỷ đó, tức là đi xin của những cô hồn á, thì ngày xưa nó rất là hiện hữu, rất là mạnh. Nhưng mà bây giờ vì các vị thấy rằng trẻ em giống như mấy đứa nhỏ nó ảnh hưởng của cái thế giới của computer, của game và của nghĩa là khoa học nhiều rồi, cho nên vì vậy rằng nó thấy nghĩa là mỗi ngày mỗi thay đổi, tất cả mọi thứ mỗi ngày mỗi thay đổi, game cũng mỗi ngày mỗi thay đổi, rồi từ nghĩa là xe cũng thay đổi, rồi điện thoại cũng thay đổi, cái gì cũng thay đổi, laptop cũng thay đổi, cứ người ta cứ update hoài. Cho nên vì vậy mà trẻ con nó có những cái nhiều cái mới, cái lạ, nó đi vào trong những cái vùng mà gọi là những cái dòng chảy của web, nó lướt web, do nên vì vậy mà nó thấy cái lễ hội của thần thánh nó giảm đi cái tính cách nghĩa là gần gũi như ngày xưa. Cho nên bây giờ vẫn còn những cái lễ hội mà hóa trang, tức là Halloween đó, nhưng mà thật ra thì trẻ em bây giờ nó dễ chán, 1-2 năm rồi nó hết muốn chơi rồi, chứ ngày xưa thì người ta rất là thích.
Bây giờ chúng ta nói về cái lễ hội đó tại sao? Bởi vì nó cũng là một phần ở trong cuộc sống của chúng ta. Một phần trong cuộc sống chúng ta. Mỗi lần mà các vị thấy rằng bằng đêm mà mấy đứa nhỏ hoặc là người lớn dẫn nó đi rồi gõ cửa mình kêu cửa để nghĩa là xin gì? Để xin kẹo. Hoặc là để xin bánh. Rồi khi mà nó gõ cửa mình nó kêu nghĩa là nó kêu cái gì? Trick or treat. Nó hỏi hai cái từ đó thôi. Rồi cái bắt đầu mình mở cửa để cho kẹo để cho nó đi. Thì các vị biết là thật ra ở trong thế gian này cũng hai cái nó gần với nhau, giống như người Việt mình dịch ra, một bên là gì? Một bên đó thì là lợi, mà một bên là lừa, hay là một bên là lừa, một bên là lộc. Tức là giữa cái lộc và lừa nó không ai biết được rằng nếu mà mình không cho nó hoặc nó có thể gây, nó có thể phá hoại cho mình. Nếu mà mình không đối xử tốt với nó có thể phá hoại cho mình. Và cũng giống vậy, cái lộc là những cái mà mình nhận được, mình mong được, mình thành tựu. Thì bên cạnh đó là nó có vô số những chuyện lừa dối, những chuyện đó là nguy hiểm và những cái mình gọi là những cái nguy cơ có thể đến với cuộc sống của mình. Và như vậy làm thế nào để chúng ta thấy rằng trong cuộc sống này cái gì mà có thể ra khỏi được hai cái? Nếu đã có lộc á, thì có thể mình bị lừa dối. Nói theo ngôn ngữ của Phật giáo là hạnh phúc lúc nào cũng đi đôi với chiếc mũ khổ đau. Nếu còn chấp nhận hạnh phúc á thì khổ đau sẽ có mặt. Và nếu mà người nào mà thấy rằng là không có tha thiết, không có tri cầu, không có tìm kiếm hạnh phúc thì khổ đau sẽ vắng mặt. Nó đơn giản vậy thôi. Tuy nhiên bây giờ làm thế nào mà để cho con người chúng ta mà không có muốn hạnh phúc? Không ai mà không muốn có lộc hết trơn á. Các vị thấy không? Ngay cả mà Tết nhất mình vô chùa mình cũng xin gì? Cũng xin lộc. Xin lộc chùa. Rồi xin lộc chùa đến mức độ mà các vị biết là có nhiều cái chùa ở Việt Nam và có nhiều nơi đó phải đem mấy cái cây vô giấu hết trơn à. Bởi vì là một năm cái Phật tử tới nào là bao nhiêu ngọn, bao nhiêu là bông hoa gì bẻ hết. Thành ra sáng mai cái chùa tan hoang giống như một sau một trận bão nữa là casino vậy. Cho nên thiệt ra là tội nghiệp lắm. Cái đó là mình chưa muốn xin lộc, nhưng mà thiệt nổi là cái lộc thì chúng ta muốn nhưng mà chúng ta không có trồng lộc. Chúng ta muốn hái trái mà chúng ta không trồng cây. Cho nên khi mà chúng ta muốn hái trái, chúng ta không trồng cây là ngay lúc đó chúng ta đã bị lừa. Chúng ta đã bị lừa bởi vì thật ra là không hề có một cái lộc nào ở trong ngôi chùa cả. Không hề có những cái lộc mà giống như mình hái vậy rồi mình đem về là nó quý giá và nó mang lại bình an và tốt đẹp suốt một năm cho mình. Cũng giống như bây giờ nếu mà mình muốn gia đình mình giàu có hay là mình muốn cuộc sống mình bình an thì mình phải tu tâm, dưỡng tánh, phải nghĩa là trên thuận dưới hòa, cha mẹ phải nghĩa là dạy dỗ được con cái. Và cha mẹ muốn dạy dỗ con cái thì cha mẹ phải có một tác phong đạo đức, phải có những cái lời lẽ đàng hoàng thì con cháu mới theo. Ngược lại mà con cháu mà có hiếu với cha mẹ thì con cháu mới có thể hướng dẫn được những cái thế hệ sau của mình. Nó đi một cái dòng duyên sinh như vậy đó, thì chúng ta hiểu rằng nó mới có thể gọi là giữa đó cái lộc á, mình mới có thể thành tựu gọi là có trồng lộc thì mới có hái lộc. Nhưng lần này không, cái con người của mình rất là ngộ, tức là cả năm trời nhiều khi mình không có thời gian đi chùa nữa. Rồi bây giờ tối á, nghĩa là đêm 30 hoặc đêm giao thừa mình vào chùa mình xin lộc. À, mình xin lộc thì lộc ở chùa nó có sẵn á, nên vì vậy á, các cái chùa để sau này khỏi bị bẻ cây hoặc bẻ cành, bẻ trái này kia đó, ta mới là làm những cây mai giả với treo nhiều lắm, các vị không? Nhiều những cái đồng tiền rồi treo nữa là những cái bao thơ, rồi treo nữa là phong bì đỏ này kia để cho người ta hái lộc. Người ta hái lộc ở đó thì người ta khỏi bẻ cây, khỏi bẻ lá, khỏi bẻ trái ở chùa. À, rồi có nhiều người thấy cái lộc, mấy đứa nhỏ thấy lộc mừng lắm, nó trời ơi nghe nó có lộc chùa mừng lắm, nó bẻ nó tưởng là nó muốn là trong đó có ít nhất là 5 sen hoặc là nghĩa là 1 xu 1 đồng, nhưng mà khi nó mở ra thì bây giờ nhiều cái chùa trong đó chỉ để câu pháp cú, trời nó không biết tiếng Việt nữa, nó đọc nó bị lừa, nó thấy treo đỏ cái bằng đỏ đỏ nghĩa là vàng vàng, nó quý giá quá, nó mừng quá rồi cái nó bẻ. Rồi nhiều người lớn cũng vậy á, bẻ kiểu bằng hái một lượt đó là cả 3-4 cái bao lì xì vậy, tức là hái một lượt 5-7 lọc vậy, nhét trong túi, rồi mỗi lần cứ mở ra thì có một cây kẹo để ăn rồi ngậm được cái độc, thấy toàn là câu pháp cú không biết giải thích làm sao. Rồi đem tới nhờ đó là mấy cái thầy, mấy cái người ngồi ở bên bàn đó là xin làm gì? Xin nghĩa là giải lọc. Đó, bây giờ giống như mình gọi là cái bằng xin giải gì? Giải hạn vậy, coi sao giải hạn ấy, cho nên nói rằng không biết Phật nói cái này cái gì, cho nên nhờ mấy cái vị đó giải. Rồi cái mấy Phật tử đó đâu có biết giải, mới nói rằng cái này là pháp cú cho nên phải nhờ tới thầy. Thầy nói thầy đâu có cái chớp mà các bạn đi giải hạn, đâu đây đâu có coi sao đâu mà giải hạn. Nhưng mà đó là câu pháp cú Đức Phật dạy như vậy.
Nếu mà các Phật tử muốn học Phật, nghe Phật hay là nghe lời Phật thì Phật tử mới hiểu được cái lời dạy thế nào. Thì cái lời dạy chỉ đi vào con đường của mình thấy là con đường nhân quả thôi. Nếu mình muốn trồng nhân á, mình muốn trồng nhân lành thì mình mới được hưởng quả thơm tho. Mà trồng bông kiển tới chi hưởng nấy. Chứ nếu mà bây giờ mình không trồng, mình muốn hưởng cả cuộc đời hay là cái thời gian mình không làm những chuyện phước thiện, mình không có vào trong chùa nữa, rồi bây giờ tới tối thì mình muốn vào trong chùa để mình xin lộc. Do vậy đó, không phải là không có, nhưng mà có nó sẽ không thỏa mãn được cái xin của mình. Cho nên gọi là trong lộc nó có lừa. Cho nên hai cái đó. Và bây giờ trong cái ngày lễ hội của Halloween cũng vậy. Các vị biết rằng là trong cái chuyện của nó, mình biết rằng cái lễ hội của là hóa trang đó, hay là lễ hội của các thần thánh đó, nó có không phải là mới đây, nó có 2.000 năm rồi. 2.000 năm thì các vị biết rằng cái lịch sử của nó, tức là tương đương với lịch sử của gần của là Jesus Christ Giáng sinh rồi. Và nó phát xuất từ ở bên Anh và ở những cái Ái Nhĩ Lan đó, cho đến đời đầu thế kỷ thứ 18 đó, nó mới được chấp nhận và là nó hoạt động mạnh ở cái thế giới của Hoa Kỳ và một số nước trong đó có Pháp. Và chúng ta cũng có nghĩa là trong cái lễ hội hóa trang đó, chúng ta cũng có một cái chuyện tình rất là nổi tiếng, là chuyện tình gì? Romeo và Juliet đó, trong những cái vấn đề mà của lễ hội hóa trang. Nhưng mà khi mà cái lễ hội hóa trang nó đến ở cái Hoa Kỳ này, thì trong đó chúng ta thấy nó mang cả hai dáng dấp. Một bên đó, chữ Halo tức là thần thánh đó, lễ hội của các vị thần, vị thánh đó. Thì bên cạnh đó thì nó còn có nghĩa là những ma quỷ, những người lười, nghĩa là cái bọn cô hồn đi sinh bằng đêm. Tức là nó có ma quỷ, cho nên có những bộ xương người đồ. Và nó có cái trái bí đỏ, rồi có khoét nghĩa là mấy con mắt lỗ mũi này kia đồ, rồi bỏ đèn ở trong. Nó có lịch sử của nó. Bởi vì trong lịch sử truyền thuyết về cái Halloween đó, tức là chúng ta biết rằng có một cái người tên là Jack. Theo cái dân tộc Celt á, thì nói rằng cái người đàn ông tên Jack này thì anh ta nghĩa là có một cuộc sống giàu có, tiền bạc, nhưng mà không có làm phước, không có bố thí, không có cho, rất là bỏn xỉn. Cho nên nghĩa là anh ta không có phước, không có đủ cái phước đức để vào thiên đường. Nhưng mà trong thời gian anh ta còn sống ở đời này, anh ta chơi bài bạc làm bạn này kia, anh ta kể cả chơi bạn với những con quỷ nữa. Thì một hôm có một cái con quỷ nó chạy vào ở trong một cái làng. Nó bị người ta phát hiện và bao vây trở lại, xong rồi nghĩa là tấn nó vào ở trong một cái đường cùng. Rồi nhờ một cái vị giám mục mà mang một số bùa để ếm và mang cái thánh giá tới để nghĩa là ếm con quỷ nó, không cho nó ra ở trong một cái ngôi nhà. May mắn là cái anh Jack này ảnh phát hiện được nghĩa là con quỷ đó hồi trước kia, lúc mà còn mà đi chơi bằng đêm hoặc là ở ngoài đường phóng túng á, ảnh có quen con quỷ này, cho nên ảnh mới tháo cái cây thánh giá ra, cho nên con quỷ thoát ra được. Và khi mà con quỷ thoát ra được rồi, nó mới có một cái lời hứa rằng sau này nó sẽ không có cho ảnh xuống dưới địa ngục. Vì vậy lúc mà Jack bị một cái tai nạn á, là chết đi, thì thiên đường cũng không nhận, xuống địa ngục thì con quỷ thả, không cho xuống địa ngục. Cho nên ảnh phải lang thang, và khi mà đi trong cái trời nghĩa là lạnh lẽo mùa đông đó, cho nên con quỷ mới lấy cái trái bí á, bỏ than hồng ở dưới địa ngục á, vào ở trong trái bí đó để cho ảnh ôm, để cho đỡ lạnh. Và rồi nghĩa là ảnh khoét những cái lỗ để cho nó ra hơi, ảnh nghĩa là ôm đi. Và ảnh đi đâu, thiên đường đi không được, địa ngục cũng xuống không xong, cho nên nghĩa là ảnh phải đi vào trong cái quỷ lộ mà mình gọi là cái bằng lang thang như một người cô hồn đói vậy, tức là đi suốt đời này qua đời kia và có thể đi đến bây giờ để chúng ta có cái lễ hội Halloween. Và cái ánh lửa, cái ánh sáng mà của cái bây giờ mình bỏ vô trong đó là những cái đèn để nó sáng ra của trái bí đó, là ngày xưa đó là lửa địa ngục mà của con quỷ, vì nghĩa là ảnh không có vào địa ngục, nghĩa là ảnh chơi với quỷ, cho nên vì vậy mà quỷ không có bắt ảnh xuống địa ngục. Bù lại đó thì ảnh cũng không có làm phước, ảnh không có tạo những cái phước báo, ảnh không có trở thành một người tốt, cho nên ảnh không lên được thiên đường. Nhưng mà thiên đường không lên được, địa ngục không xuống được á, thì người ta phải có một con đường sáng suốt để người ta đi. Nhưng mà chính vì Jack, tức là một trong những cái dạng người mình gọi là cái bằng cuộc sống không có mục tiêu, cuộc sống không có một cái nghĩa là hướng dẫn đích thực bởi đạo đức, cho nên vì vậy mà Jack phải nghĩa là mang cái lễ hội Halloween này đi từ quá khứ cho đến hiện tại, nghĩa là phải đi lang thang với trái bí và cái ánh lửa ấm từ trong trái bí ra. Đó là những câu chuyện mình gọi là thần thoại.
Bây giờ chúng ta không có nói cái thần thoại nữa, chúng ta nói về cái hiện tại. Bởi vì chúng ta cũng dự những cái Halloween vậy, và các vị biết là bây giờ mình rất là sợ là bằng đêm người ta tới ta kêu cửa. Có những người hóa trang thành ra đôi khi nữa là người ta kêu cửa, cũng có cái tốt mà đôi khi cũng có những cái xấu. Mình mua kẹo mình để sẵn á, rồi người ta đến, một trẻ con đến cũng đã làm những người xấu giả dạng. Cho nên nữa là khi họ kêu cửa mình mở ra rồi nữa là họ tấn công, họ có thể làm những cái điều nữa là gây cái bất lợi cho mình. Cuộc sống ngày hôm nay nó có nhiều cái rất là phức tạp. Và làm thế nào để người Phật tử có thể có một cái nền tảng căn bản về đạo đức, nhận định về đạo đức, và rồi chúng ta thực hiện đạo đức để chúng ta hướng dẫn đời sống chúng ta đi vào một cái nghĩa là quỹ đạo tốt hơn. Tức là chúng ta không ước mơ lên thiên đường, và chúng ta cũng không sợ hãi địa ngục. Nhưng mà chúng ta phải có mục đích để sống. Sống tức là chúng ta phải có một mục đích. Chúng ta đặt một câu hỏi rằng chúng ta xuất hiện ở thế giới này làm gì. Trong quá khứ ngày xưa chúng ta ở một cái quê hương, nó có nhiều vận mệnh, nó có nhiều sự khốn khổ mệt mỏi. Bây giờ chúng ta đã nghĩa là vãng sinh, chúng ta đi qua một cái đất nước mới. Chúng ta ở những cái thành phố nghĩa là nhiều cây cao bóng mát đẹp như là Atlanta này. Chúng ta đã làm gì và chúng ta được gì? Rồi một ngày nào đó chúng ta buông tay rồi chúng ta ra đi, chúng ta sẽ để lại gì cho thành phố Atlanta này? Đó, chúng ta đặt những câu hỏi như vậy. Để chúng ta biết rằng chúng ta sống phải có mục đích, thì cái giá trị đời sống tâm linh hay là giá trị đời sống con người chúng ta mới có giá trị. Chứ nếu không, tức là 100 năm trước nào ta đã có và 100 năm sau thì có cũng như không. Cuộc đời thì sắc sắc không không. Còn lại gì? Còn chăng một chút nữa là hai chữ từ bi thôi. Còn chăng lại tấm lòng từ bi. Vấn đề chính ở đây tức là chúng ta phải xác định được cái lối đi, xác định được cái mục đích sống của chúng ta. Cũng như hôm nay các vị thấy rằng thầy lần đầu tiên mà về được cái mảnh đất Tịnh Xá Minh Đăng Quang này, thì thấy rằng thật sự là cái thành phố mà các vị đang sống, thành phố rất là xinh đẹp vì nó có quá nhiều cây. Cách đây chừng 7-8 năm thầy đi qua cái tiểu bang này một lần, và được biết là ở đây mới có 3 ngôi chùa. Nhưng mà lần này là lần thứ 2 trở lại đây thì nghe các vị ở đây họ nói sơ sơ hình như mới có 20 mấy ngôi chùa. Tức là nó đã nhân lên gấp 10 lần như vậy rồi. Và nếu mà gần hơn nữa mà nhiều cái gần quá thì giống như ở bên Sydney nó có một cái chỗ gọi là xóm chùa. Xóm chùa. Có nhiều người nói sao chùa chứ nhiều như vậy. Thật ra chùa nhiều không có sao cả. Nếu mà tất cả thế giới này biến thành chùa hết á cũng là tốt thôi. Bởi vì chùa là gì? Là nơi nghĩa là dung chứa, là nơi nghĩa là bao phủ những cái nghĩa là điều tốt đẹp, là ân nghĩa, là yêu thương. Và nếu mà các vị thấy rằng cho dù hôm nào các vị vào ngôi chùa đó không có ông thầy, các vị chỉ cần ngồi nghĩa là bước vào chánh điện nhìn ông Phật thôi, ngồi nhìn ông Phật một cách nghĩa là yên lặng, nghĩ ngợi suy tư, hay là nếu mà các vị có điều gì cần cầu nguyện, không nói ai được, không nói với cha được, không nói với mẹ được, không nói với vợ, với chồng được, thậm chí là với con cũng tâm sự được, thì các vị mới có thể tìm Bồ Tát để mà nói. Ngồi để nói: Bồ Tát ơi, con khổ lắm, Ngài có nghe không? Các vị nói được mà không mắc cỡ, các vị có thể thổ lộ hết mà không có bị nghĩa là hạn chế, không có phải sợ rằng là mình phải xưng tội với ai, rồi nghĩa là người ta có nói tội mình không, rồi người ta có bắt tội mình không, rồi người ta có nghĩa là nói cái lỗi lầm mình cho người khác không. Không sợ. Các vị có thể nói với Bồ Tát, các vị có thể nói với Phật, các vị có thể nói với La Hán một cách rất là tự nhiên. Bởi vì các vị biết rằng khi một con người ta có một cái chỗ nào đó mà trút ra, trao ra, thì con người cảm thấy mình nhẹ nhàng lắm. Bởi vì khi mà chúng tôi đó, bản thân thầy lúc mà các vị biết còn nhỏ học đó, có đọc một câu chuyện. Nó một cái người mẹ hỏi một đứa con, con có biết rằng trong cái thân thể của mình chỗ nào là quan trọng nhất không? Thì đứa con nó nói rằng là trong thân thể của người á, là con mắt là quan trọng nhất, bởi vì mù mắt là không thấy đường, không thấy đường là không đi được, rồi khổ sở, rồi nghĩa là bị người ta đánh đập cũng không hay, rồi dẫn đi, rồi té hầm sụp hố này kia. Cái người mẹ nói đúng, con nói rằng cặp mắt cũng quan trọng, cặp mắt là cửa sổ linh hồn, nhưng mà cũng chưa phải là quan trọng đâu. Có những người mù không có mắt họ vẫn sống được, có những người mù không có cặp mắt mà họ vẫn có thể có gia đình, có vợ con được. Như vậy nó cũng phải chưa phải là chuyện quan trọng. Rồi hỏi cái gì? Rồi đứa con nói rằng nó lỗ tai, nếu mà điếc thì khổ lắm. Rồi nghĩa là tai, nếu mà chân mà không có chân thì đi không được, không có tai không có làm việc được. Thì các vị biết là trên thế giới này có nhiều người không tai, không chân,
mà vẫn sống được, vẫn làm việc được. Ở Úc có một anh chàng bây giờ rất là nổi tiếng, các vị có biết anh chàng đó không? Coi như là ảnh có thể là đá banh, có thể bơi lội, đi diễn thuyết cả thế giới, không có tay không có chân. Nhưng mà có vợ và có một đứa con rất là đẹp. Cái gốc của ảnh là người nữa là Serbia, nhưng mà ảnh đã nhập cảnh ở Úc và trở thành một nữa là thần tượng trên thế giới về cái gương nghị lực, về cái sức nữa là bền bỉ của ảnh. Tên đầu của ảnh là Nick. Và như vậy để các vị thấy rằng là nếu mà chúng ta không có tay, không có chân, thậm chí có người không có mắt nhưng mà họ vẫn sống được bình an. Cho nên do vậy cái người mẹ nói với hỏi với đứa con rằng những điều con đưa ra cũng chưa có thực tế. Cho đến một ngày kia khi mà ông nội của nó mất á, thì đưa ra nghĩa trang á, đi ra nghĩa trang thì lúc mà để quan tài xuống rồi bỏ đất xuống để lấp lại chôn cái xác đó, lúc đó nữa là nó thấy bố của nó, tức là ba của nó đó, là một người rất là mạnh mẽ, rất là cứng rắn, mà quỳ ở bên cái quan tài khóc nức nở, nghĩa là yếu đuối như vậy á. Thì mẹ nó là một cái người nghĩa là ốm yếu gầy gò mà đứng bên cạnh để cái vai của mình cho bố nó dựa vào, rồi nói rằng anh cứ khóc đi, đau khổ gì cứ khóc đi. Cho nên nghĩa là cái người chồng thì khóc nức nở. Thì lúc đó đứa con nó đứng bên cạnh thì mẹ nó mới nói với nó rằng bây giờ mẹ mới chỉ cho con biết rằng cái gì là một bộ phận nào là thân thể nhất, cơ mà quan trọng nhất trong thân thể con người, đó là đôi vai. Nhưng mà ở đây không phải là đôi vai là quan trọng nhất, nhưng mà đôi vai và lúc nào nó cần thiết nó trở thành quan trọng nhất, đó là có một chỗ dựa cho ai đó. Đôi vai là một chỗ dựa cho ai đó lúc cần thiết nhất. Cho nên con người mình có lúc mình khổ nhiều lắm, mình đau đớn nhiều lắm, không có ai, không có tìm ai được, mình phải tìm một người để nói, để chia sẻ, để trút ra. Và lúc đó chúng ta là những người con Phật, chúng ta là Phật tử, chúng ta đi đâu? Chúng ta đi chùa. Chúng ta đi chùa, chúng ta đến đạo tràng. Nếu mà không gặp thầy để giải thích, để diễn giảng hay để thuyết pháp cho mình nghe, thì mình cũng có thể lên chánh điện, hay là mình đi ra trước sân có thờ Quan Âm, mình ngồi mình nhìn Bồ Tát, để mình thấy rằng là chư Phật chư Bồ Tát thị hiện cuộc đời này để giải khổ, để lắng nghe và để hướng dẫn để chúng sanh thoát khỏi mê lầm và khổ đau. Lúc đó là chúng ta có bao nhiêu ngôn ngữ đau đớn, chúng ta có bao nhiêu tâm trạng nghĩa là yếu đuối, chúng ta có thể tuôn ra hết, thì lúc đó chúng ta sẽ trở thành con người nhẹ nhàng và giải thoát. Đó, cho nên chính vì chỗ giá trị đó mà thầy mới nói rằng khi mà thầy đến cái mảnh đất của Atlanta này, mới nghĩ rằng trong tương lai á, các vị sẽ có một cái ngôi chùa, các vị nhìn thấy hai bên khi sáng để á, đó, bên đó có một ngôi, bên này có một ngôi, tức là những cái hình ảnh của một ngôi chùa. Bây giờ là một miếng đất trống, nhưng mà một năm sau, theo cái ý của thầy là chỉ cần một năm sau thôi, mà chúng ta nghĩa là động lực và chúng ta làm hết sức, thì chúng ta sẽ xây dựng thành một ngôi chùa. Thì ngôi chùa này không dành cho riêng ai cả, bởi vì nó là nơi để tụ hội tất cả những người con ly hương đến ngôi chùa để lắng nghe, để học hỏi, để tu tập, và có thể nghĩa là để giải tỏa tất cả những cái nặng nề cuộc sống. Thì các vị thấy rằng từ đó cái miếng đất này đó tự nhiên vậy đó, đất lành thì chim đậu, bao nhiêu nơi, tại sao người ta không dồn về mà ta dồn về Atlanta làm chùa nhiều quá vậy, tới hai mươi mấy ngôi chùa chỉ trong vòng có 3-4 năm, mà để thấy rằng là đất Atlanta này cũng trở thành một cái đất lành chim đậu. Ngày xưa đó khi đi ngang Atlanta này, người ta nói với thầy rằng đừng có đi qua ở cái xứ này ghê lắm, hỏi sao, nơi Mỹ đen nhiều lắm. Không biết là các vị thấy rằng có Mỹ đen nhiều không, nhưng mà rõ ràng là nếu mà các vị ở tới nghĩa là mấy mươi năm ở đây rồi thì thấy Mỹ đen thì nó cũng giống như mình, cũng giống như là bây giờ mà người Mỹ đen họ khi họ thấy mình tới rồi nói trời ơi sao Atlanta này đã mình ở rồi mà sao mấy người này tới nữa. Tức là họ đã đen, họ ở đây rồi mà bây giờ gặp cái cộng đồng của mình tới đây cũng đông nữa, nghĩa là thật ra không có ai đụng chạm ai cả. Cái xã hội của Mỹ là cái nền văn minh chung và có nhiều cơ hội cho tất cả mọi dân tộc, trong khi bản thân người Mỹ đen là người gì, là người chính gốc ở đây, họ là người dân tộc của họ ở đây. Nói một cách khác có nghĩa là họ là người là chủ của mảnh đất này, mình là khách mà thôi. Nhưng mà rất lạ là đặc biệt là trong đó có người Việt của mình. Người Việt của mình thì cái gì hay không có, nhưng mà cái kỳ thị cũng ngon lành lắm chứ không phải là không kỳ thị. Khi ngày lúc mà thầy đi qua Úc, người ta nói rằng ở xứ Úc có kỳ thị lắm, nhưng mà thầy thấy thầy ở Úc là gần 20 năm không thấy kỳ thị, không thấy gì kỳ thị hết. Nhưng mà ngược lại thầy thấy rằng cái người Việt của mình á mới là người là chịu kỳ thị.
Đó. Mình ở xứ Úc á, mình cũng coi thường dân Úc, mà nó mấy người Úc làm biếng lắm, Úc khùng. Ngon lành vậy đó. Tức là người Việt mình á, người Việt mình tới Úc định cư rồi, ở rồi đó, hỏi nó ở đâu, tôi ở Úc, nhưng mà Úc nó khùng lắm. Úc nó khùng lắm. Là mình coi thường người Úc kia mà. Còn bây giờ mình á, người Việt mình đến Mỹ cũng vậy á. Ở cái xứ này á, là mình thì cũng da vàng, cũng không có được gọi là trắng trẻo gì hơn, nhưng mà mình chê là Mỹ đen ấn lắm, ngán Mỹ đen, sợ Mỹ đen. Cho nên thật ra là mình đến nhà người ta mà mình kỳ thị chính bản thân người ta. Phải không? Các vị có thấy điều đó không? Tuy nhiên á, thầy thấy rằng thật ra ở cái thành phố Atlanta này đó là nơi có nhiều giống mình gọi là địa linh nhân kiệt vậy. Và hôm qua đó thầy đã được các thầy đưa đi coi một cái hòn đá. Các vị biết không, ở đây có hòn đá ai cũng biết rồi không? Hòn đá lớn lắm, hòn đá lớn có thể là nhất nhì thế giới lận. Cho nên nghĩa là chúng ta có nhiều cái nghĩa là đặc biệt kỳ tích ở cái xứ sở này. Và ngồi trên máy bay mà nhìn xuống thì các vị thấy rằng nghĩa là bao nhiêu rừng thông bát ngát. Và người ta ở nghĩa là nó không có thấm thiết vào đâu với đất nước này, với cái thành phố này cả. Huống hồ gì mà chúng ta đang ở Atlanta này thì một ngôi chùa hay là 10 ngôi chùa hay 20 ngôi chùa cũng chẳng thấm thiết gì hết cả. Bởi vì tất cả thêm một nơi nghĩa là hội tụ tình thương, thêm một nơi mà có thể gọi là mái chùa che chở hồn dân tộc, là nếp sống muôn đời của tổ tông. Khi chúng ta vào đây chúng ta mới gặp được những cái gì, những cái gì thân thương, những gì cao quý, và những cái mà là giá trị cho con người, rằng chúng ta sống có một mục đích. Khi mà chúng ta rời bỏ quê hương chúng ta, theo Nguyễn Bính nói, tức là quê tôi có gió bốn mùa, có trăng mỗi tháng, có chùa quanh năm. Nhưng mà rồi đến lúc mà ông ta tiếc nuối, ông ta nói rằng một câu rằng mai này tôi bỏ quê tôi, bỏ trăng, bỏ gió, chao ôi bỏ chùa. Nhưng bây giờ mình không bỏ chùa, tức là khi mình đi mình mang theo quê hương, mang theo cả ngôi chùa. Mình mang những gì niềm tin, những gì tốt đẹp nhất của người Việt Nam, những gì mà đặt nền tảng cho văn hóa, cho đạo đức, cho cuộc sống, mình mang ở đến cái xứ Atlanta này. Cho nên bắt buộc chúng ta phải xây dựng một ngôi chùa. Đây là điều là tất yếu, bởi vì điều này nó thỏa mãn và đồng thời nó cung ứng được cái nhu cầu tâm linh của chúng ta. Và nếu mà có những ngôi chùa vậy đó thì thế hệ con em chúng ta đã lớn lên, nó mới biết được cái nền tảng văn hóa truyền thống của cha mẹ, của cha ông, rằng có một nền tảng đạo đức và tuệ giác hướng dẫn con người đi vào con đường tốt đẹp để sống hạnh phúc ngay trên cái quê hương thứ hai này. Cho nên khi mà chúng tôi thấy cái thiền viện Minh Đăng Quang này được nghĩa là làm lễ đặt đá và được tổ chức một cái chương trình quy mô để cho thời gian một năm sau các vị có một ngôi chùa, thì cái điều này chúng tôi rất là hãnh diện và chúng tôi rất là mừng. Bởi vì bản thân của chúng tôi khi mà ở đất nước Sydney cũng vậy, cũng có tới 25 ngôi chùa Việt Nam. Và khi mình về mình ở thì mở một ngôi chùa, người ta cũng nói rằng ở đây đã thành xóm chùa rồi, đi đâu cũng đụng chùa hết trơn. Rồi người ta nói rằng nếu mà có chùa nhiều như vậy có lợi ích gì? Thưa các vị, là rất là có nhiều cái hạnh phúc cho những người chung quanh. Nếu mà mình không đi xa được thì mình đi gần. Bây giờ còn trẻ, còn khỏe, còn lái xe đi nữa là 30 mai, 50 mai. Nhưng mà lúc mà các vị mà khoảng từ 60 trở lên, tức là bản thân chúng tôi đang bước vào cái tuổi đó rồi đó, các vị biết là mình hết muốn đi xa rồi. Nếu mà các vị bước ra cái gặp cô chùa, các vị mừng lắm, khỏe, khỏi đi xa. Cho nên sau này nếu mà được thì mỗi ngôi chùa sẽ mang để tới trước nhà của mình là chắc ăn nhất. Vì vậy sau khi xây dựng ngôi chùa này rồi đó, rồi các vị về cũng phải có dịp rồi đó, mà nhà mình an khang rồi, mình cũng thỉnh một ông Phật về mình để mình an vị trong nhà. Bởi vì mình xây dựng cái chùa là chùa chung để cho có cái rộng rãi, nhiều người đến, nhiều người học, nhiều người chia sẻ và có những bậc thầy ở đó. Nhưng mà nếu mình không, mình mệt mỏi, mình không đi được thì ngay trong ngôi nhà mình cũng có một ông Phật, và ngay trong lòng, trong tâm tư mình lúc nào cũng có một ông Phật. Và các vị biết là khi chúng tôi đến lần trong dịp này này, chúng tôi vừa đến cái phi trường Lot á. Các vị biết là phi trường Lot là phi trường rất là an ninh, mà mới trước khi bay qua đây thì 8 giờ kém chúng tôi bay thì tới 9 giờ thì nó đã xảy ra vấn đề nổ súng rồi, cái cũng chết người, nghĩa là an ninh á, một người nghĩa là security nó bị chết, cho nên ta phong tỏa phi trường gần như là cả ngày luôn. May mắn là lúc đó là chúng tôi bay lên Atlanta là đi trước có 15 phút thôi, cho nên nghĩa là không bị vướng lại. Thì chỗ mà chúng ta thấy rằng cái nền an ninh của Hoa Kỳ nó rất là quan trọng. Và khi chúng tôi bước vào trong cái phòng để chuẩn bị đi ra ngoài hải quan á, thì cái người mà xét hành lý, xét đồ á, họ người Lười Việt. Anh mang một cái tên chúng tôi thấy là tên
DAO tức là không biết tên đào hay tên đảo gì đó. Thì anh ta mới hỏi rằng thầy biết tiếng Việt không? Tôi nói biết chứ, bây giờ tôi là người Việt mà, anh có gì cứ hỏi. Anh nói rằng ảnh có cái thắc mắc là ảnh thích nghe kinh, ảnh thích nghe giảng, và thậm chí ảnh nghe là đọc kinh Tây Tạng nữa. Nhưng mà có nhiều người trong nhà ảnh nói rằng là ảnh nghe kinh rồi ảnh ngủ vậy có tội, cho nên ảnh muốn kiếm một người thầy Việt Nam hỏi thử rằng nghe như vậy có tội không, và nghe mà ngủ có tội không. Bây giờ các vị thấy rằng là sẽ trả lời thế nào với cái anh security đó đây. Các vị mà nghe mà ngủ có tội không? Thì chúng tôi mới trả lời rằng anh hỏi là trúng chỗ rồi đó, anh tìm là trúng thuốc rồi đó. Bởi vì nghĩa là bản thân chúng tôi khi chúng tôi đi giảng cả 500-700 bài giảng, nhiều khi đệ tử chúng tôi nó nghe xong rồi cái nó thăng luôn, nó ngủ, nó trời ơi từ ngày có băng của thầy nó khỏe gì đâu, nghe rồi cái là ngủ luôn. Nhưng mà cũng tội nghiệp là có nhiều người nói rằng thầy giảng thiệt là khó chịu hay sao, nghe ngủ không được. Nghe gì đâu mà cứ phải nghĩa là cái bằng nó xoáy xoáy rồi nghe làm cái thao thức hoài. Cho nên nghĩa là cái thuốc này nó có tới hai công hiệu, với người mà cái bằng muốn ngủ thì để cho dễ ngủ, mà với người nghĩa là cái bằng nghĩa là khó ngủ thì nó cũng trở thành khó ngủ, không biết rằng cái thuốc nào tốt. Nhưng mà chúng tôi có chia sẻ với các anh nghĩa là an ninh đó, chúng tôi nói rằng nghĩa là thật ra thì đối với Phật pháp là con đường các vị đang đi theo đây gọi là đạo Phật nó không phải là đặt trọng về cái tín ngưỡng. Đạo Phật không phải đặt trọng về niềm tin, mà đạo Phật đặt trọng vào cái chỗ nghĩa là tuệ giác. Cho nên nghĩa là Đức Phật nói rằng các vị hãy đến để mà thấy, hãy đến với Đức Phật để mà thấy về tuệ giác đạo Phật, để sống, để trở thành hay là đạt được hạnh phúc cho mình, chứ không phải là tin, không phải là chờ đợi cầu xin lợi lộc từ đạo Phật, mà các vị đến với đạo Phật để sống, để thực hiện, để thành tựu được lợi lộc của chính mình qua con đường học Phật. Hai cái nó khác nhau. Cho nên cái lễ Halloween chúng ta đã hiểu được rõ rằng cái từ nghĩa là lọc và lừa đó, hai cái đó các vị dễ dàng bị rơi vào. Cho nên thay vì để đi vào con đường bị lọc hay là bị lừa đó, chúng ta không có làm điều đó, mà chúng ta đi thẳng vấn đề rằng chúng ta đến với Đức Phật để thực hiện theo lời Phật dạy và sống để trở thành người con Phật hạnh phúc đó. Cho nên chúng tôi nói với anh ta rằng anh ta có thể nghe khi ngồi, khi làm việc, khi thư thả, và anh ta có thể nghe để mà ngủ được. Bởi vì trong kinh nói rằng các vị buổi tối các vị biết rằng các vị niệm Phật cái đến đi vào trong giấc ngủ, mang Đức Phật vào giấc ngủ của mình. Nói theo ngôn ngữ của thiền là các vị có thể ôm Phật mà ngủ, không có lỗi lầm gì cả, không có lỗi lầm gì cả. Bởi vì từ Phật tức là Buddha, tức là Phật Đà là bậc tỉnh giác. Cho nên nghĩa là các vị ngủ trong cái cơ ngủ nghĩa là tỉnh giác. Và trong kinh nói rõ rằng nếu một cái người mà trước khi ngủ mà niệm Phật có 5 cái điều lợi, có 5 cái công đức, trong đó có gì? Có được nghĩa là được thần thánh hộ trì, cái tâm nghĩa là kháng chặt với đạo lý, nghĩa là cái việc nghĩa là niệm Phật đó làm thanh tịnh, và các vị nghĩa là có luôn luôn có cái chủng tử Phật tánh ở trong lòng, các vị không sợ gì cả. Cho nên có nhiều người đó niệm Phật để mà dễ dàng đi vào giấc ngủ. Nói một ngôn ngữ khác nghĩa là chúng ta có thể nghĩa là ôm Phật mà ngủ, không có lỗi lầm gì cả. Cho nên nếu khi nào mình nghe kinh, mình thức tỉnh thì mình nghe xong mình hiểu rồi đó, rồi mình ngủ cũng được. Mà trong lúc mình vừa nghe mà vừa thoải mái đi vào giấc ngủ cũng được, không có sao cả. Và như vậy tại sao mà mỗi lần mà các vị thấy rằng trong một ngày các vị thử rằng mình niệm Phật được bao nhiêu lần? Đó, làm một Phật tử mình xét lại mình niệm Phật được bao nhiêu lần? Bên ở Úc chúng tôi mới dạy các Phật tử rằng nguyên tắc của Thiền viện Minh Quang Sydney đó là những Phật tử đã học trong thiền viện và đã học rồi đó thì phải về thực tập. Mỗi ngày chỉ nhớ rằng trước khi ăn chắp tay niệm Phật 3 lần hồi hướng. Cũng giống như mà chúng ta đi những tôn giáo khác, chúng ta đi bên Catholic cũng vậy, chúng ta cũng phải làm nghĩa là phải cảm ơn, cũng phải làm dấu thánh. Đối với Hồi giáo, đối với Thánh Allah, chúng ta cũng phải cúi nằm mọp xuống để mà cảm ơn. Thì đối với Phật giáo vậy, chúng ta nghĩa là niệm tưởng ân đức của gì? Của những người đã khổ sở để tìm ra món ăn mà chúng ta ăn, và để cảm ơn đời, cảm ơn cuộc sống, cảm ơn cha, cảm ơn mẹ, cảm ơn Tam Bảo để giúp chúng ta có được cuộc sống ông lành hôm nay. Cho nên chúng ta niệm Phật đơn giản vậy thôi. Đó. Và nếu mà một người nào sáng ăn điểm tâm cũng niệm Phật, trưa ăn cơm cũng niệm Phật, tối ăn cũng niệm Phật, và trước khi ngủ các vị ngồi hay là các vị nằm vậy, hít hơi thở vào niệm Phật cho đi vào giấc ngủ của mình. Đó. Là như vậy là lúc nào các vị trong lòng các vị cũng có Phật cả, và không có gì là tội lỗi cả. Cho nên chúng tôi nói với cái anh là an ninh, nói rằng anh đừng có lo chuyện đó.
Bởi vì người ta nói rằng nếu mà anh ngủ hay là anh niệm Phật, anh nghe kinh mà anh ngủ là có tội, là vì nghĩa là người ta nói về cái quan điểm của niềm tin. À, người ta sợ rằng là Phật là một đấng thiêng liêng, hay là bài kinh là một cái gì đó nghĩa là nó nghĩa là giải thoát siêu trọng, mà anh lại nghĩa là mơ mơ màng màng anh ngủ, nghĩa là anh không có quý trọng cái lời kinh, thì ngay lúc đó anh có ý niệm đó thì anh tạo thành nhân quả là có tội. Nhưng mà nếu anh tin Phật, anh nghe kinh để mà anh cảm thấy nghĩa là an tâm để mà anh đi vào giấc ngủ, các vị biết không, mình nghe mình tụng nghe cốc 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 cốc, mình nghe nó êm quá mình ngủ luôn á, thì đó cũng là một cái may mắn, là phước báo cho mình. Có nhiều người cho đến bây giờ các vị biết là không có nghe kinh được. Cho nên nghĩa là bạn bè đưa một cái đĩa kinh hay đưa cái tụng của nó, thôi để tôi làm ăn, nghe tụng kinh thì thấy làm như sắp sửa vào gì, vào niết bàn rồi. Có nhiều người cho đến già, các vị biết không, già mà cái bằng bệnh rồi đó, mà con cháu gì mở kinh nó thôi, tôi nghe nghĩa là ông thầy cũng gõ cốc cốc cốc, là sợ quá, sợ gì, sợ chết. Nhưng mà sợ chết rồi cũng không chết, nếu khi nghiệp mình đến rồi đó, có sợ không sợ gì rồi thì mình phải từ bỏ thế giới tạm bợ này. Cho nên vì vậy mà các vị phải thực tập rằng là niệm Phật trong lúc ăn, niệm Phật trong lúc ngủ. Mà nếu người nào thực hiện được suốt cả quãng đường 5 năm, 10 năm, thì ngay lúc đó nghĩa là lúc nào Phật cũng có trong lòng các vị. Mà Phật là gì? Phật là tự tỉnh giác mà thôi. Tức là các vị làm một cái việc gì trước khi ăn cũng tỉnh táo mà ăn, cũng biết rằng nghĩa là mình mang nhiều ân nghĩa của cuộc đời. Và bao nhiêu người nông phu khổ sở để mà có những thức ăn ngũ cốc này, gọi là cái bằng quán tưởng để mình nghĩa là tri ân cuộc sống. Vì chúng ta đến cuối tháng này chúng ta sẽ có một cái lễ nữa, lễ gì? Lễ tạ ơn. Bởi vì chúng ta phải tạ ơn đời. Mà những nhà thơ họ nói những câu rất là đơn giản, nghĩa là cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày mới để yêu thương. Vì vậy nghĩa là mình niệm Phật cũng vậy, để cảm ơn cuộc đời, để cảm ơn đạo, để cảm ơn nghĩa là ánh sáng đã giúp đỡ làm cho mình trở thành những cái người thiện lương tốt đẹp. Cho nên chúng tôi có khuyên anh ta rằng là anh đừng có nghe những cái gì mà nó không đưa đến hạnh phúc cho anh. Nếu anh nghe kinh mà anh ngủ được thì anh cứ tiếp tục nghe. Và khi nào anh ngủ hết rồi đó mà anh tỉnh dậy, anh tiếp tục nghe nữa thì nó sẽ có lợi cho anh. Giống như mình gọi là hết buồn ngủ rồi đó thì mình tiếp tục ngủ. Ngủ xong rồi dậy mình tu nữa cũng không sao cả. Có nhiều vị mà học ngồi thiền cũng vậy, hỏi chúng tôi rằng là ngồi thiền rồi ngủ có được không? Tôi nói là ngồi thiền mà ngủ được là cũng may lắm đó. Sợ ngồi mà ngủ không được á. Bởi vì sao vậy? Lúc mình ngồi là mình suy tính đủ thứ, tính toán đủ thứ hết. Đó. Vì vậy mình không có ngủ được. Chứ nếu mà các vị nào mà mới tập thiền mà ngủ được á, cũng là điều quý. Bởi vì chúng tôi đọc một câu chuyện á, kể một cái người kia bán tàu hũ cái gần cái gì các vị không? Gần cái thiền đường, giống như cái chùa này sắp sắc vậy. Anh thấy trong này là dạy thiền. Anh vô anh hỏi là tôi bán tàu hũ mà ngồi thiền được không? Thì ông thầy nói được chứ, anh bán cái gì cũng được hết, anh làm cái nghề gì cũng được, anh tới anh học thiền cũng được. Cái các vị biết là anh nghe vậy, cái bữa nọ anh dọn dẹp sớm, anh vô anh ngồi thiền, cái ông thầy nói anh là ngồi thiền là phải tập thở rồi tập buông xả, tập quên hết đi. Như vậy anh vô anh ngồi xong, các vị anh ngồi một bữa ra trời anh mừng quá xá. Hỏi sao vậy? Anh ngồi thiền á, anh nói rằng vừa ngồi một lát tôi buông xả rồi tôi mới nhớ được rằng cha hàng xóm thiếu nợ 5 bạc tôi hủ mà không trả. Anh nói cho nên nó ra, anh nói ngồi thiền lợi ghê lắm á, ngồi thiền có một chút xíu ngồi thiền mới tập thiền có một bữa mà nhớ được là cha hàng xóm nghĩa là mua tàu hũ nghĩa là thiếu 5 đồng mà không trả. Nhưng mà người ta hỏi rằng như vậy anh ngồi thiền đúng không, là anh ngồi thiền đúng á. Anh ngồi thiền đúng, bởi vì con người ta nó quá nhiều loạn tưởng, các vị biết là mình ngồi á, con người của mình nó rất nhiều là vọng động loạn tưởng, cho nên vì vậy nó làm cho mình mệt mỏi. Thế gian này nó nghĩa là nắng rồi mưa rồi bão tuyết rồi giông tố đã làm cho mình mệt mỏi rồi, rồi chuyện cuộc đời, rồi chuyện cơm áo gạo tiền, đủ thứ chuyện làm cho mình mệt rồi. Bây giờ nếu mà mệt thật mình ngồi thiền có một chút mà mình yên được vậy thì tại sao mình là mừng lắm nhá. Bởi vì nghĩa là chỉ ngồi có một chút mà nhớ được cái chuyện là lâu nay mình không nhớ, vì ở trong lòng mình nó quá nhiều chuyện bất an. Cho nên chính những điều đó mà các vị đừng có lo, kể cả mà nếu các vị có ngồi thiền mà buồn ngủ cũng không sao cả. Từ từ, rồi các vị có thể thâm nhập được, các vị hiểu được rằng khi mình buông xả mọi thứ vọng niệm á, thì con người mình trở nên nghĩa là tỉnh táo và quyết định gì nó cũng được sáng suốt và an lành. Đó là cái con đường đơn giản nhất để chúng ta thực tập Phật giáo. Thì như vậy, chúng ta trở lại cái điểm yếu rằng khi chúng ta xây dựng một ngôi chùa cũng vậy. Các vị biết rằng nhiều khi người ta nói rằng mấy thầy đó thiệt là khổ cực á, đã đi trong chùa tu rồi, ở trong chùa tu rồi,
bỏ chuyện ở đời rồi. Vậy mà bày ra công chuyện các vị biết không, là xây dựng này rồi đó hả, là đào móng này không, rồi nữa là dựng cột nghe không, rồi kéo sắt nghe không, rồi đào đất này kia. Nó giống như người lao công cực nhọc, tại sao tu rồi mà còn làm gì cực vậy? Tu ta ngồi ta niệm Phật cho yên đi rồi tại sao không phải làm vậy? Nhưng mà thật ra đó là chúng ta hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi. Bởi vì cái mà việc làm này là ngay cả khi tu mình cũng phải làm, và ngay lúc mình làm là mình đã có tu. Bởi vì công của mình, công cho dày thì quả mới cao. Vì tất cả nếu mà những người xuất gia ai cũng muốn nghĩa là an thân, mình gọi là núp bóng từ bi tìm cách sống hết, tức là chỉ đợi làm sao mà ở đời tôi chán đời quá rồi. Các vị biết thầy còn nhỏ, thầy còn hồi nhỏ ở chùa tu, đến lúc mà làm sa di á, mới trẻ mới có 20 tuổi à, mặc y cạo đầu bóng đi khất thực ngoài cái, trời ơi gặp mấy cô nói hờ ơi thầy thất tình nghĩa là mới có 20 tuổi vô chùa tu tội nghiệp quá, nghĩa là rồi cái mấy đứa nhỏ đi ngang mà thấy đầu thì chùa nấu kinh chua 3 tháng còn chua. Thấy mình vậy nó nói vậy, nhưng mà mình phải làm sao mà mình bỏ được hết cả con người thanh niên, cả con người ham muốn, cả con người mà gọi là cái bằng thất tình chứ. Mà thiệt là mình cũng thất tình mới đi tu á, tại vì mình đâu có gì nữa đâu. Nào là lục dục thất tình nó làm cho mình mệt mỏi quá, bây giờ mình đi tu cũng đâu có làm sao. Nói cũng không sai, nói cũng không sai bao giờ. Đó, cho nên nếu mà chúng ta chỉ đi tu chỉ với một mục đích rằng núp bóng từ bi tìm cách sống thì đó không phải là những người của sứ giả của Như Lai. Những người sứ giả Như Lai là những người nghĩa là phải nghĩa là tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự, phải là cái bằng khai mở đạo tràng, dựng cờ chánh pháp, phải nghĩa là cái bằng tuyên thuyết Phật pháp và làm lợi ích chúng sanh. Nói theo trong bài sám nguyên mạng là gì? Kiến pháp tràng ư xứ xứ, phá nghi vọng ư trùng trùng, hàng phục chúng ma Thiệu Long Tam Bảo. Tức là phải dựng lên những cái cờ chánh pháp, xây dựng những đạo tràng để cho hướng dẫn người ta tu tập, để phá hoại những cái ác tà kiến, các cái ma đạo mà làm cho con người đi vào con đường chân chánh, không có rơi vào con đường của quỷ và cũng không những rơi vào con đường của tham lam, để làm cho con người được hạnh phúc. Cho nên đó là trách nhiệm của người xuất gia. Và do vậy nếu mà trong tương lai ở mảnh đất này á, mà bắt đầu khai mở làm một ngôi chùa thì chắc chắn cái vị sư trụ trì đây thì họ rất là cực. Rất là cực. Nhưng mà cực là cực cái thể xác, nhưng mà cái lý tưởng và cái nội tâm của họ là đi đúng hoàn toàn, không có gì sai cả. Và những cái vị đó cần phải nên làm. Bản thân chúng tôi cũng vậy. Các vị biết ngày xưa khi làm chùa cũng vậy, cứ nói rằng tại sao mà mình ở ngoài á, mình đã không có làm gì, rồi bây giờ mình ở trong chùa. Ở trong chùa rồi cũng phải xây dựng, cũng phải đào tường, cũng phải leo lên, rồi cũng phải dựng nóc nhà, làm gì cực vậy. Nhưng mà cuối cùng mình hiểu được rằng mình làm này không phải cho mình. Ngôi chùa này là của bá gia, của thập phương bá tánh. Cho nên là mình là người có trách nhiệm xây dựng và tạo nên những cái bóng mát cho bá gia thập phương bá tánh, không phải của riêng mình. Không có gì của tôi, không có gì của ta cả. Cho nên nghĩa là mình xây dựng một cái nhà hay là mình mua một cái nhà ngoài là của tôi. Để cho ai? Để cho tôi ở, gia đình của tôi, vợ của tôi, chồng của tôi, con của tôi, cha tôi, mẹ tôi. Nhưng mà nếu các vị làm ngôi chùa là gì? Chùa là của chung. Chùa là của chung. Cho nên là cửa chùa, cửa từ bi lúc nào cũng mở rộng. Nếu mà ai có nhu cầu cứ đến. Và lúc nào mình có khổ đau hay là lúc nào mình có hạnh phúc, mình cũng có thể đến ở một cái ngôi chùa của mình. Cho nên do vậy mà những người có chịu trách nhiệm là phải gì? Phải xây dựng nền tảng. Xây dựng nền tảng. Và bản thân mà những người mà xuất gia đó, trẻ, phải xây dựng, phải làm những công việc này. Bởi vì đây là công việc trong lúc mình vừa làm mà mình có thể tu được. Và khi mình làm một cách cực nhọc mà mình quên cả thân mạng của mình á, thì mình mới thấy rằng con người nó khổ là vì bảo vệ cái tự ngã. Mà nếu mà những người xuất gia mà làm chùa mà không biết mệt mỏi, sẵn sàng hy sinh cho người khác, thì đó là một trong những cái hạnh nguyện của những bậc đại tăng. Cho nên nếu mà các vị đọc sách mà nói về Ngài Hư Vân Lão Hòa Thượng á, 110 tuổi rồi mà Ngài vẫn còn đi xây chùa, đi làm chùa không biết mệt mỏi. Bởi vì làm chùa để gì? Để cho quần chúng đến, để cho người ta đến để mà tu, để ta đến nương nhựa. Cho nên giống như bây giờ, nếu mà các vị mua được một cái nhà, chỗ nào nó có cây cao bóng mát vậy, trời nắng thật là nắng chang chang vậy, các vị ra mới cảm ơn. Cảm ơn là không biết người chủ trước họ làm gì mà họ trồng cái cây này, cho nên bây giờ nhà mình về mình mua mình ở, mình có được cái cây nó mát quá, mừng quá. Mà nếu mình ra làm sao nó có được cây bưởi, cây cam, cây ổi mà nó tươi tốt, mà nó có trái ngon á, thì các vị cũng cảm ơn những người chủ trước. Họ đã trồng cây, họ đã chăm sóc, họ lựa giống tốt mà để bây giờ mình có thể hưởng được trái ngon lành. Cho nên mình cảm ơn cuộc sống, cảm ơn những người đã đi trước. Thì cũng vậy, nếu một cái người xuất gia hay là những người Phật tử tại gia quyết tâm xây dựng một ngôi chùa, trong tương lai các vị không có ở đây nữa, các vị có thể ra đi
ra đi tạm thời hay đi vĩnh viễn. Nhưng mà những thế hệ khác lớn lên rồi, cái bước vào nó trời ơi, nhìn cái ngôi chùa nó được nữa là khang trang. Các vị nhìn thấy ngôi chùa nó cao, rồi Đức Phật trong đó từ bi, rồi chư tăng chư ni có thể dạy dỗ mình tu học này kia. Tự nhiên mình cảm ơn cuộc sống, tại sao mà mình có hạnh phúc, mình có phước mà mình gặp được ngôi chùa và gặp được cái nơi mà mình có thể nghĩa là trao luyện, có thể tu tập, có thể nghĩa là an dưỡng, có thể tu tập phước lành, cho nên mình cảm thấy mình hạnh phúc, mình cảm ơn cuộc sống. Thì đó là cái trách nhiệm mà của những người hôm nay phải làm, cũng giống như là chúng ta thừa hưởng cái thế hệ. Chúng ta đến ở cái đất nước Atlanta này, nếu mà các vị biết rằng trong cái chiến tranh Nam Bắc của Mỹ á, có nhiều người đã nằm xuống, nhiều người đau khổ ở trên cái đất nước gọi là nô lệ phân chia này. Cho nên bây giờ mình đến đây tức là mình thừa hưởng. Mình thừa hưởng những cái xương máu và những cái khổ cực của người đất nước này. Mình cảm ơn người họ và mình tiếp tục xây dựng những cái tốt đẹp để cho thế hệ khác. Cho nên đó là trách nhiệm của chúng ta. Và hôm nay cũng vậy, khi mà chúng tôi đến thấy rằng cái ngôi đạo tràng được nghĩa là đặt viên đá trên mảnh đất này, các vị bây giờ thấy ngày mai này đã bắt đầu khi dỡ trại đi thì nó trống trơn. Rồi làm thế nào mà để khoảng 1 năm hoặc 2 năm sau, ở nơi đây, tại đây á, các vị nghĩa là có một cái mái chùa nó giống như cái liều lớn như thế này, nó an ổn, rộng rãi, tốt đẹp vậy, để nghĩa là ở trên có Đức Phật. Và nếu có dịp có các thầy về giảng thì mình nghe, thì đó là một trong những cái môi trường đạo đức cao nhất mà mình nghĩa là mong cầu. Và đó chính là xây dựng được cái nền tảng và đường hướng tương lai để mình ra đi. Hôm nay mình sống được bình an thì ngày mình ra đi được bình an. Có nhiều người mong cầu về cực lạc, có nhiều người mong cầu được lộc, được phước, nhưng mà chúng ta không có tạo nhân, chúng ta không có gây nhân. Nếu mà chúng ta muốn con cái hay là bản thân chúng ta được nghĩa là giàu sang thì chúng ta phải hết sức ra sức để mà làm và giáo dục con cái để nó học đúng mức, để rồi nó có một cái nền tảng học vấn mà nó làm ăn tốt đẹp tương lai. Chứ nếu mà chúng ta nghĩa là cái bằng giống như mà trái cây vậy, ta gọi là ăn trái ngon thì quả toan lấy hột, phải toan lấy hột để đặng mà mai mốt còn ăn. Cầm bằng ăn trái hột quăng thì ngày mai ắt phải xin ăn nhà người. Nếu mà mình ăn cái trái ngon mà mình không có giữ lại cái hột để mình trồng tiếp tục á, thì ngày mai mình phải đi xin ăn nhà người. Cho nên nếu mà chúng ta đã có một cái hạnh phúc đến được cái xứ sở Atlanta của những người Mỹ da trắng và da đen này, họ đã bao công sức để gìn giữ và tạo dựng cái mảnh đất này rồi. Bây giờ mình tiếp tục sống. Do vậy mình không thể tàn phá, không thể ăn không mà không trồng. Và bây giờ đến lúc này là thời điểm mà các vị, các Phật tử Atlanta đang trồng cái cây gọi là đạo đức ở trên mảnh đất này. Để mai mốt để mình còn, để mà mình ăn, bởi vì mình trồng được cái hạt giống cũng như mình đào cái giếng nước, thì mai mốt mình mới có mạch nước để mà mình uống. Thế hệ tương lai mới có chỗ để nương nhờ. Và nương nhờ là gì? Nương nhờ cái công đức, cái âm đức và cái phước báo của những vị đã bỏ công sức, mồ hôi và tâm lực ở trong ngôi chùa này. Cho nên chúng tôi xin được tóm lại với ý niệm rằng chúng ta đã được hạnh phúc bởi vì chúng ta mở mắt, chúng ta thấy rằng chúng ta đến được xứ sở bình an. Có nhiều người khi mình đi vượt biên hoặc ở đảo vậy, trông được đến được xứ sở bình an, cái gì cũng làm, khổ nào cũng chịu. Nhưng bây giờ chúng ta đã khổ quá rồi và đã đến được bình an rồi, không còn sóng, không còn gió nữa rồi. Mà mỗi người đều ổn định được cuộc sống thì bắt buộc chúng ta cũng phải làm gì? Cũng phải tạo dựng những cái thành quả này cho thế hệ của tương lai. Hay nói chung một cách khác là chúng ta tạo dựng cái phước báo của mình cho ngày hôm nay. Nếu đời này chúng ta được bình an thì ngày chúng ta ra đi chúng ta cũng được bình an. Và điều đó là điều mà chúng tôi mong cầu, chúng tôi ước mơ rằng cái Thiền viện Minh Đăng Quang ở cái thành phố Atlanta này, trong tương lai các vị sẽ là cái người đem cái món quà cao quý và tâm linh này tặng cho dân chúng của thành phố Atlanta, để cho những người dân của Atlanta, những người Mỹ da đen, những người Mỹ da trắng hoặc những người bản xứ hay những người di dân đến đây, họ thấy rằng Phật tử Việt Nam, đồng bào Việt Nam hay là những người con Phật cũng đã làm những cái món quà cao quý, tốt đẹp về tâm linh tặng cho cái mảnh đất mà họ đang ở. Cho nên nói theo Nguyễn Bính nói rằng mai này tôi bỏ quê tôi, bỏ trăng rồi bỏ gió, rồi cháu ơi bỏ chùa. Bây giờ các vị không bỏ chùa nữa, các vị đã rời bỏ quê hương, các vị mang theo quê hương và đã xây dựng ngôi chùa trên quê hương mới này. Cho nên do vậy mình sẽ có tiếp tục có chùa. Và điều đó cũng đồng nghĩa rằng chúng ta đã đem cái món quà tinh thần cao quý này, theo lời Đức Phật nói rằng mình bố thí cúng dường, là mình bố thí cho cái thế hệ mới,
bố thí cho mảnh đất Atlanta này và bố thí cho những người dân ở Mỹ này có một cái ngôi trường đạo đức, có một cái ngôi nhà tâm linh và có một mái ấm tinh thần để họ lúc nào cũng có thể đến đây để được chia sẻ, để được che chở và để được bảo vệ an toàn cho họ và cho chúng ta. Thì kính thưa tất cả các Phật tử ở Atlanta, trong dịp này chúng tôi đến để chia sẻ và cũng mong muốn có lời khích lệ với tất cả các vị. Và chắc chắn sớm mai chúng tôi sẽ lên đường, bởi vì công việc chúng tôi còn rất nhiều, không có dịp ở lại. Và chúng tôi chỉ mong ước rằng khi chúng tôi trở lại thì nơi đây nó đã biến thành một cái ngôi chùa nghĩa là nguy nga, trang hoàng, tất cả những cái pháp cụ pháp khí để các Phật tử có thể đến để tụng kinh niệm Phật, nghe pháp và hướng dẫn các em nghĩa là thiếu nhi của mình học ngôn ngữ tiếng Việt và học các phong tục tập quán để tặng phẩm cho thành phố Atlanta này một ngôi chùa Việt Nam nghĩa là nguy nga, trang nghiêm và mang dáng dấp về văn hóa và triết học của đạo Phật. Trước khi dứt lời, xin được cầu chúc tất cả các Phật tử một đêm được an lành, nhiều đêm cũng an lành và trọn đời an lành trong cái thiện nghiệp của mình. Và xin các vị đừng có cầu, đừng có chờ đợi mà không thực hiện. Các vị hãy gieo nhân, hãy làm một hành động thiện, hãy làm một cái viên gạch. Các vị đặt một viên gạch thì tương lai sẽ có một ngôi nhà. Các vị đừng chờ đợi, đừng mong chờ ở một ngôi nhà, mà các vị hãy đặt một viên gạch. 100 người đặt 100 viên gạch, mà 1.000 người đặt 1.000 viên gạch, thì không bao lâu ngôi nhà sẽ thành tựu mà không cần phải cầu nguyện. Cho nên tu cũng như vậy, nếu chúng ta có quyết định tu, chúng ta có quyết định niệm Phật, chúng ta có quyết định tụng kinh, chúng ta có quyết định sám hối, thì tự nhiên chúng ta sẽ tịnh hóa thân tâm và chắc chắn tương lai chúng ta sẽ thành tựu được an lạc hạnh phúc, không cần phải cầu nguyện. Và chúng ta cũng không cần chờ đợi hay ai đó che chở chúng ta, bởi vì chính cái thiện nghiệp và chính bản thân chúng ta đã tự che chở cho chúng ta rồi. Và chính điều này, chúng tôi cái lời cuối cùng là chúng tôi chúc cho tất cả các Phật tử thân tâm đều được thanh tịnh vững mạnh để nghĩa là bảo vệ cuộc sống an lành của gia đình mình và mang cái đạo đức mà mình có thể tu học được chia sẻ lại hạnh phúc cho cuộc sống và mang ánh sáng đạo đức của đạo Phật lan tỏa cho thế giới đại đồng, trong đó có thành phố Atlanta này. Và chúng ta cũng biết rằng chúng ta không có hề nghĩa là để cái tâm nghĩa là đố kỵ hay là kỳ thị những người mà chúng ta cho ta rằng nó khác màu da chúng ta, vì chính bản thân chúng ta cũng là những người đã đến nơi đây để cầu sự sống và cầu được an lạc hạnh phúc. Nếu muốn cho mình được bình an thì đừng làm kẻ khác khổ lòng mà chi. Nếu mà mình muốn cho người ta đừng có kỳ thị mình, đừng có ghét bỏ mình, thì mình phải thương tưởng, bảo vệ và che chở cho người ta. Và cầu cho người ta được bình an thì chính lúc đó mình được bình an. Cho nên trong đêm nay chúng tôi cầu nguyện cho các vị được an lành bằng cách rằng chính chúng tôi cũng cố gắng sống an lành để cầu tất cả các vị đều được an lành như nhau. Xin nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho tất cả chúng ta, nghĩa là ngày an lành, đêm an lành, suốt đời an lành ở trong cái ánh sáng hào quang chư Phật, trong thiện nghiệp và trong nhân và quả các vị đã làm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tát Đại Chứng Minh. Chúng con xin đảnh lễ Hòa Thượng Giảng Sư đã ban bố cho chúng con những bộ thời thuyết pháp ngày hôm nay. Chúng con thành tâm ghi nhớ và nguyện làm theo những lời chỉ dẫn của Hòa Thượng. Xin kính mời toàn thể Phật tử chúng ta đồng đứng lên chắp tay niệm Phật cung thỉnh Giảng Sư Hòa Thượng Hồi Quy Phương Trưởng.